Hay quá. Hay quá. Đội, đội, bật, bật, bật ngồi, bật ngồi, bật ngồi. Đội mũ, đội mũ, đội mũ, đội mũ. Nhưng mà ai hỏi là chị ơi, chị có bán gà không hay là bán cái gì không? Ấy chả vào làm khách hàng, chị bán hàng đúng không? Dạ, có khẩu trang không? Dạ. Có khẩu trang không? Khẩu trang à? Cũng có, không có. Phải có khẩu trang. Để bật ngồi, để bật ngồi. Đây. Phải đeo khẩu trang để bất ngờ đấy nhỉ. Ấy à, công đoạn chuẩn bị để quân đội mũ Việt Nam. Ok, ok. Ok, ok. Bật để xem coi răng nhá các bạn. Coi răng nhá. Ok. Đấy. Anh có cầm theo đồ không? Không cầm, không cầm. Không cầm. Chưa. Ok. Đó. Xong. Sao? Sao đêm sao khó đi. Xin chào mọi người. À, xin chào mọi người. À, mình tên Lindo. Chào các bạn nhá. Mình tên là Tiến Tuti. Đúng rồi. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Cô Gái Châu Phi. Hôm nay thì Nindu có một người chị à? Đúng, người chị. Chị gái à? Một chị gái. Chị gái ruột luôn đấy. Chị gái ruột luôn. Dạ. Yeah. Lâu lắm chưa đi thăm. Qua 4 năm rồi, lâu lắm rồi. 4 năm qua rồi nhưng mà Nindu chưa đi thăm chị. Nhưng mà hôm nay có một ít thời gian ấy, Linh Đồ sẽ nhờ anh Tiền, anh Tuti để hỗ trợ Linh Đồ, giúp Linh Đồ đi thăm, cho Linh Đồ đi thăm chị nhá. Thì bây giờ là gần rồi nhá các bạn, gần rồi. Đường thành phố mà vào cũng xa phết đấy mọi người ạ. Đúng. Mà sao chị gái lấy chồng xa nhỉ? Nhưng mà chị gái ở Lubangu đúng không? Ở Lubangu. Tìm đi thẳng thôi. Tìm được đất ở dưới tê. Đấy. À. Yeah. Không nhưng mà có nghĩa là ngày xưa lên trên này làm ăn đúng không? Không. Mới gặp chồng. Không. Chồng về chị cũng ở Lubangu. À. Yeah, lúc ở Lubangu là chồng làm đây. Đấy, kêu về đây là mua đất đấy, làm nhà đấy là đấy luôn. Bây giờ sinh sống ở đây luôn. Yeah. Thế thì 4 năm thì từ năm Linh Đù làm đá với cả Quang Linh à? Người xưa Linh Đù làm xuống đá. Đấy, xuống đá về Quang Linh. Sau về tỉnh đấy đúng không? Sau về tỉnh cái thời gian đấy đến bây giờ mới gặp lại đúng không? Đúng rồi đấy, mới gặp lại xa lắm. Đi thằng tiếp ấy khoảng mày cây nhỉ? Hai cây nữa xa lắm. Ê, xa lắm. Đi lên nhà chị gái anh lên lắc long sầm sập luôn. Khó đi lắm. Đây mọi người sau. Đây là đường bên ngay bên tay trái mình đây thôi nhá, song song với cả trục này là đường chính này, là đường của thành phố luôn. Nhưng mà đằng sau đấy là đất rất rộng này, Angola rất là nhiều đất rất rộng. Đúng. Thế nên là đi những cái đường nhỏ này vào là đường nó rất là bé và đi rất là khó đi. Khó đi lắm, khó lắm. Đây vẫn là thành phố nhá, đây vẫn là thuộc ở thành phố nhá mọi người. Nhưng mà đi vào bên trong nó sâu ấy, tại vì đất nó rộng, đi xa ra một chút. Như kiểu là khu ổ chuột ấy mọi người. Đấy đúng rồi, kiểu khu ven bên hẳn bên ngoài luôn ấy. Đúng. Chị gái Linh Đù lấy chồng lâu chưa? Có lâu, con, có lâu. Con chưa? Có bao nhiêu con nhỉ? Có khi 4 năm chưa gặp lại đẻ thêm 2 đứa nữa rồi. Con đâu có mới 7 tuổi rồi. Con đâu 17 tuổi. Dạ, yeah, đi vào đây. Tổng mấy con rồi? Để coi là 1 2 3 4 5 6 con. Ui giời, 6 con. 6 con. 6 con. Thế mà 4 năm vừa rồi chưa gặp thì có khi thêm 2 đứa nữa. Có chị mời sinh hai em bé. Dạ, giống nhau. À. Dạ. Sinh đôi. Dạ. Hai con mới sinh đôi ạ? Mới sinh đôi. Hai con gái luôn. Hai con gái. Sinh đâu chưa? Qua sinh đôi. Năm tháng rồi. Năm tháng qua năm tháng rồi. Mình bảo mà 4 năm thì kiểu gì. Ui thế thì vẫn ít. 4 năm mình bảo là sinh thêm 2 em bé vẫn ít. Tại vì đây 1 năm đã sinh thêm 2 em bé rồi. Đúng rồi. 4 năm phải 4 đứa. 4 đứa nhưng đúng rồi. Tại đúng vì rồi. 25 ví dụ 2019, 2020 là mới cả 2022 là mỗi năm đẻ 1 đứa. Đúng rồi. Đã trong năm 23 vừa rồi giữa 2022 là đẻ. Đúng rồi. Đẻ sinh đôi. Thật 4 năm 4 đứa. Thật.
Ôi trời, đến đời nhỏ đường này, đến đời quên này, ngày nào cũng đi các bạn nè, lâu lắm không đi nữa, đường này. Ngày xưa đi đồ làm ở đây à? Ngày xưa không, không làm đấy. Ở đây à? Không, ngày xưa lên đời đi có, đi đây là đi thăm, chứ có đi thăm gia đình thôi. Ngày xưa lên đời làm ở sông đá, Samba ấy, xa lắm, bắt xe là đi thăm chị. Của toán ấy. Dạ. Đi đúng, đúng rồi. Dạ. Anh Linh Đù đang trên đường đi thăm chị em họ hàng đây mọi người ạ. Cảm xúc thế nào anh ơi? Wow, cảm xúc nhưng mà vui. Vui. Vui mừng. Mà mừng, vui mừng. Nè thầy hôm nay lâu lắm rồi. 4 năm qua rồi nhưng mà chưa thăm chị. À, đi thăm con anh à? Chưa thăm chị là hôm nay đến bắt đầu đi thăm thăm được chị, thăm được chị đấy, thăm được cháu mới sinh luôn. Đúng rồi, vâng. Thăm được hai cháu mới sinh luôn nha các bạn. Đấy. Đi đồ vui. Vui mừng lắm. Vâng. Hôm trước ấy thì là em có thấy Linh Đù, anh Linh Đù là nói chuyện ngồi xin anh Linh là cho ở lại thành phố mấy ngày, bởi vì là Điệp cũng đi về đúng không? Công việc ở dưới đấy là cũng không còn quá gấp gáp nữa, nên là anh Linh Đù là xin ở lại đây mấy ngày để đi thăm chị em họ hàng ấy. Tại vì như em biết thì đã là 4 năm rồi, anh Linh Đù nhỉ? 4 năm rồi. 4 năm rồi chưa gặp. Chưa gặp. Rồi. Chưa đấy. Gặp. Thì thời gian gần đây là vợ chồng em cũng được rảnh hơn một tí, bởi vì là vào cái thời gian đầu năm ấy mọi người. Đầu năm thì không có khách mấy anh ạ. Đầu năm vắng khách lắm nhá. Đầu năm là khách không làm móng, không làm nhau. Đúng rồi. Nothing client thì. Sí. Ừ. Đầu năm không có khách. Ừ. Khách. Khách hàng thì ít hơn, yeah. Thành ra là vợ chồng em lần này là tháp tùng anh Linh Đù đi thăm gia đình. Bởi vì anh Linh Đù ở trên này có một mình thôi, anh ấy đòi đi một mình đấy. Nhưng mà đi một mình xa thế này và đường khó đi thế này, nên là vợ chồng em tháp vui tùng lắm. Anh Linh Đù đi. Vui lắm, nhưng mà lâu lắm. Anh ơi, ok, yeah. Đi đấy. Qua bên này, yeah. Đây là thời gian mà vợ chồng em có thể tranh thủ, lâu lắm. Để đi với cả mọi người trong team, tranh thủ để đi thăm nơi đây nơi đó. Đấy, đầu năm là hay thế lắm mọi người ạ. Đây, con đến đi ạ. Đây rồi, cái cửa đó ấy. À đây ạ? Dạ, dạ. Đó đây ạ? Dạ, dạ. Phải chứ người xe lên đồ lắm ấy. À. Đây này. À, nhà chị gái lên đồ bán cái nước ngọt nên là cái gì? Đúng không đây này? Đúng rồi, dạ. Đây rồi. Đây này. Đấy, người xe lên đồ lắm cái phao chi này. Lên đồ lắm. Dạ. Thế xưa là anh làm cái phao chí này. Dạ, dạ. Yeah, yeah. Đi xuống. Ok, bây giờ. Thăm mọi người nào. Ok, bây giờ. Lên đồ đeo kính này. Hay quá. Bật ngồi. Đội mũ. Nhưng mà anh hỏi là chị ơi, chị có bán gà không hay là bán cái gì không ấy? Chả vào làm khách hàng, chị bán hàng đúng không? Dạ, dạ. Có khẩu trang không? Dạ, dạ. Có khẩu trang không? Khẩu trang là không có. Không có. Nhà phải có. Để bắt ngồi. Để bắt ngồi. Đây. Phải đeo khẩu trang để bất ngờ đấy nhỉ. Ấy à, công đoạn chuẩn bị để còn đội mũ vào. Ok. Kiểu bật ngồi để xem có răng nhá các bạn. Coi răng nhá. Ok. Anh có cầm theo đồ hộ. Không cầm. Không cầm. Chưa. Ok. Ali sẽ xuống ở cantina. Na cantina. Ờ tụi bay. Em sẽ kita tên đó. Amana yum town. Good. Na tama ninga kita tendo okay? Thanks. Chama so mais velho. Amana ya, mais do paizinho ya. Conhecia. Conhecia. Trời ơi. Chưa. Mày thấy đâu, mày nhớ.
nhưng mà các bạn nhá em là em có Lindo à. Nhưng mà em gái của Lindo biết là Lindo lắm về người Việt Nam rồi à. Hay người Việt Nam ơi trời tách nhà ra ai Lindo đến rồi ấy ra sẵn ra cái quà rồi dạ. Ô, là chị lại chạy vào trong nhà à? Dạ, thì vào trong nhà. Ok các bạn nhá, bây giờ là vào nhá. Em gái nói là ôi giời để mắc dẹp đi. Ô nè nè. Ta grande, ta moça. Conhece o Manalindo? Conhece o Manalindo? A minha mão, né? A minha mão. Obrigada, obrigada. Hai em bé. 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 Hai Aha, a tia amiga. A tia amiga saiu. Foi onde? Foi à praça. Oh. Sim. É, na praça da Fubu? Foi no Cantinho. Oh, no Cantinho. Sim. Đi mua đồ ngoài chỗ Cantinho ấy. Cantinho không ở nhà các bạn ạ. Vâng. Đây là ai ạ? Đây là em gái của Lindo sao? Đi Lindo luôn. Em này là sao? À. Lindo. Yeah. Mắt giống không? Mắt giống không? Mũi giống không? Không giống. Không giống à? Không giống. Để coi mũi ra. Để bỏ mũi ra xem nào, xem có giống không nào. Để coi xem mình ông Việt Nam chúng ta mình còn tôi bên phê dùng. Dạ. Có mắt giống không? Mắt giống không? Có giống không? Ở bây giờ thì giống mắt giống lắm. Giống. Giống. Mũi giống lắm. Mũi giống lắm. Giống lắm. Dạ. Đây là em của bạn Lindo. Dạ. Tưng 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 tưng. Đây là hai em bé à? Hai em bé. Em Lindo là lên đây để học luôn đấy hả? À, lên đây là lúc 8 tuổi. À, lên đây ở cùng chị từ lúc 8 tuổi. Chị nuôi. Chị nuôi. Dạ, dạ. À, chị nuôi từ lúc 8 tuổi. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Ngồi tí này. Dạ. Ngồi đây tí nha. Dạ, dạ, ok. Ôi, rồi. Nóng hề, cả lô đi nhá. Hơi nóng hề. Dạ. Đấy. Ê, các bạn nhá, hai em bé này, hai em bé giống nhau. Giống nhau. Giống nhau không? Ủa. Em đang nhìn sao mà trắng thế? Mỡ. À, đúng rồi. Làm sao tăng thế? Mẹ không phải đâu. Không phải mẹ đâu. Tăng hơn nè. Dạ. Em bỏ này ra cho đỡ nóng anh. Ok. Ôi, đây là mấy surprise rồi. Ừ. Ừ. Ta vui riêng ta sẽ giả ta không nó vị cuối nhất thế là nào nào ta Sara đi muito obrigada pela visita até tá onde ela lhe chama só Ah, nãy ta mời xem thì phải nhà kỹ nó. Dạ. Sao anh đây nộp present? Dạ. Ôi, nóng nhỉ. Nóng nhưng nóng mà mừng quá. Mình cũng cảm thấy mừng lây. Không phải người nhà mình không mình mừng quá trời. Dạ. Mừng quá trời. Em này nhá các bạn, em này lúc 4 năm, quá 4 năm rồi, lâu rồi. Thì cũng quá lâu rồi. Lúc cảm ơn gì tâm. Em này lúc Lindo về tiếng ấy, đi làm ở trên Quang Bú. Mà em này là mới có. À, lấy đi xin của quan trí ăn không? Con acho que con 6 anos, né? Sim. Vem. Vai. Này đi, vem. Em này là lúc Lindo đi bê lắm. Quý nhà sĩ, ông mang nào Lindo? Anh đã follow. Chào các bạn. Follow, chào các bạn. Chào các bạn. Ok. Ôi, follow kì. Ôi, kì. Chào các bạn. Ok. Này đi, tại vì follow sợi á.
Está grande, ya. É bem velha, deixa ser bebê. É menina criança. Acaba, já. Em gái nhưng mà chị đi ra chỗ rồi đi mua đồ ít đồ. Yeah mày. Hola. Ok, viemos aquí con nuestro patrão. Muito obrigada. Eu sou Alexia Sara. Sim. Então, eu falei que tem lá criança, as gêmeas. Sim. Então, ela compramos isso um pouco de presente. Quem muito comprou obrigada. É a Sara. Muito obrigada. Então, Sara. Tem bolacha aqui. Muito obrigada. É, tem, isso, ainda dá aqui. Mete isso aqui. Ainda dá aquele, já? Dá aquele aí. Já. Tem bolacha, tem sambapito. Muito obrigada. Tem também chocolate. Tem. Obrigada, yeah. Obrigada mesmo. Yeah. Comer. Então, pode que provar ainda para dividir para as crianças. Esse é o presente para as duas crianças. Sim. Ela e ela. Depois a minha sobrinha, assim. Não conheço bem o nome. Essa assim. É a minha Sara, nena. Oh. Esta aqui é a Fátima. Assim, oh. A Sara da mãe do Adriano. Lady, anda, encosta só um pouco, já. Oh, lindo, okay. Lindo, lindo. Esta aqui é presente, já. Obrigada. Esta aqui é presente da Fátima. Fátima. Lady, vem ainda aqui. Afasta um pouco aqui atrás, já. Aqui, já, yeah, ok. Yeah, esses são presentes. Yeah, aqui das duas crianças. Duas crianças. São elas mesmo. Já, já. É a Sara que ofereceu. Sim. Yeah. Muito bem. Muito obrigada. Olha, mas ela é linda. Olha, na verdade, mas ela é noiva. É um gai. Com coto e janiel. Daí tá um jardim. Yeah, o mano tá muito ocupado mesmo. Sim. Yeah, esse dia estamos aí no Ambo. Tá muito ocupado mesmo, não tem tempo. Mas agora porque pedi nos patrões que pelo menos viesse aqui para ajudar, me desse só o tempo para visitar a família. Sim. E eles aceitaram, só hoje mesmo, só. Nós agradecemos. Aí, Lindo, đang bảo là thời gian này anh Lindo rất là bận. Đúng. Để lên đây để thăm mọi người được. Đúng. Nhưng mà hôm nay là một ngày rất là may mắn được lên đây thăm mọi người, đang vui mừng. Kiểu đúng. Anh bảo là anh không có thời gian đâu, nhưng mà anh lên đây thăm được mấy đứa là anh thấy vui lắm rồi đấy, mừng lắm rồi đấy. Eu tô feliz também. Quando vi uma partida dessa rua aqui, cheguei aqui muito tempo, muito feliz. Esses dias estamos muito ocupados mesmo. O trabalho, o importante é o trabalho mesmo, trabalho, yeah. E às vezes ligar, a pessoa é mesmo naquela aí, yeah. Até a minha vai demorar, yeah. Ainda vou ligar. Não sei se, acho que já está quase. Ainda, de goi, xoxinha. Goi, xoxinha, conga não. De anh yeah. Đủ, anh đủ, mana, để ainda pega só ainda, nené. Các bạn nhá, lindo ngày xưa. Là xây cái tường này, cái nhà nhỏ này, nhà vệ sinh ấy, chưa có chỉ cả chia ra, nhưng mà bây giờ có ra rồi, xong rồi, bởi lắp tôn rồi, nhưng mà có gạt này, ui, đẹp hề, sạch hề. Phao chỉ. Đây là nhà vệ sinh nhá. À, có anh một cái chỉ con xe nhỏ, có xe nhỏ nhá các bạn nhỉ. Mày mua nhưng mà Lindo không lúc Lindo về quê không thấy xe này, chưa có xe này thì bây giờ là gia đình làm, vợ chồng làm, về anh chị về chồng chị là làm kiếm tiền ấy, mua xe, có thêm xe nhỏ đen to thì đây là xe nhỏ hơn. Ủa mà nó phải gì nhỉ? À có chào con đau chị ấy, nhưng mà có lẽ đi học rồi. Mà nó bên đó ô bay gì nhỉ? Ô bay gì phải học stage. À đi học rồi. À đây là có canteen cửa hàng nhỏ các bạn. Bên này là cửa hàng nhỏ để vào xem mà có bán cái gì nhá. Ở sau kia có em vào đây em ngắm mới đây có cái gì nhỉ? Dầu ăn, dấm, mì, muối, cái gì nhỉ? Dragon, hơn muối, nhỉ? Bánh kẹo này, làm nách, thơm nách, cái gì nhỉ?
sung mu, kẹo, trứng, diêm, vinh nhu, bánh quý, cái gì, bột ngô này, kem máy răng, gel này, khoai tây này, đấy, cà, ớt không cay, này đi anh đã bên anh đã, ok, ớt không cay, ô mu này. Các kiểu này, Frauda là không biết cái gì. Bim bim. Để xem bim bim. Yeah, bim. Để xem ở trong có cái gì nhá. Ôi, không có gì luôn. Ôi giời. Lâu nhỉ? Không này, không sạc, không có gì cả. Để làm gì đấy? Để làm bàn. Yeah, để làm bàn. Em nghĩ là để làm bàn đấy. Ok, vâng, ok, đúng rồi. Thế là nhà anh chị của anh Linh Đù là cũng có điều kiện nha. Rất là chăm chỉ làm việc. Có một cái khu nhỏ nhỏ này cũng làm. Đúng. Đấy, rất là chăm chỉ. Ôi dồi ôi, mía. Mía đây. Mía to rồi. Mía to nhờ. Ôi dồi. Mía ở đợt Linh Đù lão rồi, không thầm. Ôi. Mía có hai quả trứng rồi. Ôi. Có gà xin chưa? Hai quả trứng. Hai quả trứng. Ui, cây nhà lá vườn đầy đủ. Đầy đủ. Ở đây là chắc chắn có trứng gà lớn này. Trứng gà lớn. Đây pháo chỉ này, anh Linh Đù ơi, pháo chỉ này là anh làm đây hả? Anh Linh Đù làm cái pháo chỉ này. Ồ. Để xem ở ngoài đây. Ở ngoài kia. Ở ngoài kia đẹp hơn này. Ở ngoài kia đẹp hơn này. Đẹp hơn luôn. Cái nghề gì anh Linh Đù cũng biết làm luôn. Đây này. Các bạn thấy chưa này? Đây, pháo chỉ đây. Đây luôn. Linh Đù làm nhá. Ai muốn làm pháo chỉ chỉ có thuê Linh Đù thôi. Thấy chưa này? Đẹp đấy. Đẹp. Đẹp. Đẹp đấy. Có một cái trồng hoa. Vazu cái trồng hoa. Nhưng mà ai làm ạ? Linh Đù làm. À, cái này là anh làm luôn. Linh Đù làm. Anh Linh Đù làm. Vâng. Dạ. Đấy. Tuyệt vời đấy. Lâu rồi các bạn. Tuyệt vời. Ở đây là có chắc hàng xóm thôi. Có vâng. Một cái sỏi dạy theo cho mình ngay luôn đấy. Đấy. Đây là chị nhá. Chị có Linh Đù. Thầy mặt giống không? Để nói luôn này, răng không đổi mũ ra. Chắc mình cả. Linh Đù về đi làm tiếp nha các bạn nha. Chào các bạn. Rồi, vâng.